Ngày 23 tháng 9, có 9.472 ca mắc Covid-19, giảm 2.060 ca so với ngày hôm qua. Hơn 18.000 F0 ở Bệnh viện Dã chiến số 1, thành phố Hồ Chí Minh xuất viện. Số ca qua đời do Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành giảm. Biến thể R1 của virus SARS-CoV-2 có thể kháng vaccine lây lan mạnh. Đó là những thông tin nóng hổi nhất về tình hình dịch bệnh Covid-19. Không để quý vị đợi lâu, ngay bây giờ sẽ là phần nội dung chi tiết. Ngày 23 tháng 9, có 9.472 ca mắc COVID-19, giảm 2.060 ca so với ngày hôm qua. Bản tin dịch bệnh COVID-19 ngày 23 tháng 9 của Bộ Y tế cho biết có 9.472 ca mắc COVID-19. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn nhiều nhất với 5.052 ca. Số ca mắc hôm nay giảm 2.060 ca so với ngày hôm qua. Trong ngày có 6.262 bệnh nhân đã khỏi bệnh. Tính từ 17 giờ ngày 22 tháng 9 đến 17 giờ ngày 23 tháng 9, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 9.472 ca nhiễm mới, trong đó có 7 ca nhập cảnh và 9.465 ca ghi nhận trong nước, giảm 2.060 ca so với một ngày trước đó. Tại 33 tỉnh, thành phố, có 5.344 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau. Thành phố Hồ Chí Minh 5.052 ca, Bình Dương 2.764 ca, Đồng Nai 760 ca, Long An 190 ca, Kiên Giang 163 ca, An Giang 109 ca, Tây Ninh 86 ca, Tiền Giang 67 ca, Cần Thơ 53 ca, Đắk Nông 33 ca, Đắk Lắc 25 ca, Khánh Hòa 20 ca, Quảng Bình 20 ca, Đồng Tháp 19 ca, Hà Nam 14 ca, Ninh Thuận 9 ca, Thừa Thiên Huế 9 ca, Bình Định 9 ca, Bình Phước 8 ca, Bạc Liêu 7 ca, Cà Mau 7 ca, Bình Thuận 7k, Phú Yên 6k, Quảng Nam 5k, Hà Nội 5k, Quảng Ngãi 4k, Bà Rịa Vũng Tàu 3k, Đà Nẵng 3k, Gia Lai 2k, Trà Vinh 2k, Quảng Trị 2k, Hải Dương 1k, Thanh Hóa 1k. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với một ngày trước đó là Bình Dương, giảm 1415k, Thành phố Hồ Chí Minh giảm 383k, Đồng Nai giảm 170k. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với một ngày trước đó là Tây Ninh 38 ca, Kiên Giang 26 ca, Đắk Lắc 25 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 10.319 ca mỗi ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 728.435 ca nhiễm, đứng thứ 46 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 155 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 7.402 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 723.962 ca trong đó có 488.309 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 16 trên 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước là Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Phú Thọ, Ninh Bình, Nam Định, Bắc Giang, Thái Bình, Lạng Sơn. Có 5 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua là Quảng Ninh, Lào Cai, Hà Tĩnh, Con Tum, Hải Dương – các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là thành phố Hồ Chí Minh với 358.707 ca, Bình Dương 190.257 ca, Đồng Nai 43.122 ca, Long An 31.231 ca, Tiền Giang 13.531 ca. Về số bệnh nhân không qua khỏi, trong ngày ghi nhận 236 ca qua đời, cụ thể tại thành phố Hồ Chí Minh 175 ca Bình Dương 37 ca, Long An 7 ca, Đồng Nai 6 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 3 ca, Bình Thuận 2 ca, Tây Ninh 2 ca, Tiền Giang 1 ca, Hà Nội 2 ca, Bình Định 1 ca. Trung bình số ca qua đời ghi nhận trong 7 ngày qua là 227 ca. Tổng số ca qua đời do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 18.017 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4 điểm phần trăm so với tỷ lệ qua đời do COVID-19 trên thế giới. Mời quý vị cùng đến với thông tin đáng chú ý khác. Hơn 18.000 F0 ở bệnh viện dã chiến số 1 thành phố Hồ Chí Minh xuất viện. Ngày 23 tháng 9, lãnh đạo bệnh viện dã chiến số 1 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau gần 3 tháng tiếp nhận bệnh nhân, đến nay đã có hơn 18.000 ca điều trị COVID-19 được xuất viện. Bác sĩ Nguyễn Thành Tâm, trưởng phòng kế hoạch bệnh viện dã chiến số 1 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tính từ ngày 26 tháng 6 đến nay, bệnh viện có tổng gần 21.000 ca nhập viện, trong đó hơn 18.000 bệnh nhân được xuất viện. Trong chiều nay, có hơn 500 bệnh nhân được ra viện. Bệnh viện giã chiến số 1 đã đi vào hoạt động được gần 3 tháng. Số lượng bệnh nhân COVID-19 nhập viện khá lớn, nhưng đã có hơn 18.000 trên 21.000 người được xuất viện trở về với gia đình. Mỗi ngày, bệnh viện cho xuất viện từ khoảng 200 đến 400 bệnh nhân, có ngày cao nhất là hơn 600 trường hợp. Hiện bệnh viện giã chiến số 1 đang dẫn đầu về tổng số ca nhập và số ca xuất tại thành phố Hồ Chí Minh. May mắn tại bệnh viện vẫn chưa ghi nhận trường hợp qua đời, tỷ lệ nhân viên dương tính thấp dưới 30 trường hợp. Đây là điều đáng mừng đối với tập thể y bác sĩ, nhân viên y tế tại bệnh viện giã chiến số 1. Bệnh viện giã chiến số 1 thu dung điều trị COVID-19 đi vào hoạt động từ ngày 26 tháng 6, có quy mô 4.500 giường, đặt tại ký túc xá của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị đến với thông tin đáng chú ý tiếp theo. Số ca qua đời do Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành giảm. Tại cuộc họp ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 vào chiều nay, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết trong 7 ngày qua, Việt Nam ghi nhận 73.253 trường hợp mắc Covid-19 mới, giảm 10,6% so với tuần trước đó. Trong đợt dịch thứ tư tính đến ngày 22 tháng 9, cả nước đã ghi nhận khoảng 714.000 ca mắc, 484.000 người đã được khỏi bệnh, chiếm 68% và 17.700 ca qua đời. 17 trên 62 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới, 4 tỉnh không có ca lây nhiễm thứ phát và một tỉnh chưa ghi nhận ca mắc là Cao Bằng. Tỷ lệ mắc ở nhóm tuổi 0 đến 2 tuổi là 2,3%, nhóm 3 đến 12 tuổi là 8,6%, nhóm 13 đến 17 tuổi là 5,6%, nhóm tuổi từ 18 đến 49 là 61,6%, nhóm tuổi từ 50 đến 65 là 15,6%, nhóm tuổi trên 65 là 6,3%. Số ca qua đời trong tuần giảm 15,8% so với một tuần trước đó. Riêng thành phố Hồ Chí Minh giảm 18,4%, Bình Dương giảm 3%, Đồng Nai giảm 6,4%, Long An giảm 10%. Nhóm tuổi từ 0 đến 17 tuổi chiếm 0,4% số ca qua đời, nhóm tuổi 18 đến 49 chiếm 13,8%, nhóm tuổi từ 50 đến 64 chiếm 35,4%, nhóm trên 65 tuổi chiếm 50,4%. Tại 23 địa phương thực hiện giãn cách, tình hình dịch đang từng bước được kiểm soát. Số ca mắc trong 7 ngày gần đây giảm 10,7% so với 7 ngày trước đó, trong đó có Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Long An. Trên cơ sở đó, lãnh đạo Bộ Y tế cho hay, trên phạm vi cả nước, tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát và có nhiều chuyển biến tích cực. Trong 2 tuần gần đây, số ca mắc cộng đồng và số ca qua đời liên tiếp giảm. Hai tỉnh An Giang, Kiên Giang vẫn tiếp tục ghi nhận các ổ dịch mới. Một số tỉnh nới lỏng giãn cách có hiện tượng tập trung đông người gia tăng mạnh, do đó nguy cơ dịch gia tăng trong những ngày tới, đòi hỏi cần tiếp tục tăng cường giám sát để xử lý kịp thời với tinh thần không được lơ là, chủ quan. Đến nay, số lượng vaccine đã phân bổ được hơn 50,2 triệu liều, đã tiêm được hơn 35,1 triệu liều, trong đó khoảng 21,8 triệu người đã tiêm một liều vaccine và 6,9 triệu người đã tiêm đủ hai liều. Mời quý vị cùng đến với thông tin đáng chú ý khác biến thể R1 của virus SARS-CoV-2 có thể kháng vaccine lây lan mạnh. Biến thể R1 được phát hiện tại Nhật Bản đã lây ra 31 quốc gia và vùng lãnh thổ, chứa các đột biến mới có thể vượt qua khả năng bảo vệ của kháng thể ở những người đã được tiêm đủ liều vaccine ngừa COVID-19. Một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 vốn lây nhiễm cho các cư dân và nhân viên y tế. Tại một viện dưỡng lão của bang Kentucky, đã lây lan ra 47 bang tại Mỹ. Báo Newsweek dẫn số liệu của cơ quan y tế bang Kentucky cho biết 45 cư dân và nhân viên y tế đã nhiễm biến thể R1 sau khi một nhân viên chưa tiêm chủng mắc bệnh vào tháng 3. Biến thể R1 được phát hiện lần đầu tiên ở Nhật Bản, chứa những đột biến mới có khả năng vượt qua khả năng bảo vệ của kháng thể ở những người được tiêm đủ liều vaccine ngừa COVID-19. Maryland là bang có số ca nhiễm biến thể R1 cao nhất với 399 ca mắc bệnh được ghi nhận từ khi biến thể này được phát hiện lần đầu tiên tại Mỹ. Tới nay, Mỹ đã ghi nhận 2.259 ca nhiễm R1 và biến thể R1 chiếm khoảng 0,5% số ca mắc COVID-19 tại Mỹ. Biến thể R1 cũng được phát hiện ở ít nhất 31 quốc gia trên thế giới, bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ và nhiều nước ở Tây Âu. Mặc dù số ca nhiễm biến thể R1 vẫn ở mức thấp, cựu giáo sư trường y e. Harvard William Harsetin nhận định 5 đột biến được tìm thấy trong R1 có thể giúp biến thể này dễ lây lan hơn và tăng khả năng chống lại các kháng thể. Điều này đồng nghĩa với việc biến thể R1 sẽ tránh được khả năng miễn dịch hình thành sau tiêm vaccine hoặc do từng mắc bệnh. Bản tin của chúng tôi sẽ tiếp tục với những tin tức nóng hổi khác về tình hình dịch bệnh trong nước và thế giới. Quý vị đừng vội chuyển kênh, Quỳnh Anh sẽ quay trở lại ngay.